Chào mừng bạn đang đến với kênh IQ Radio. Sau đây, mời bạn lắng nghe truyện ngắn Thềm Nắng Sau Lưng, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, giọng đọc Anh Chi, được phát trên kênh IQ Radio. Ngày đầu tiên tới trường, bằng lớt thớt quay về nhà với mớ sách vở ướt mềm, bộ đồ thì bê bớt xình đất. Bà ngoại kêu trời, nói tại cái thằng cha mày không nên thân. Bằng nói không phải, do đường trơn, bữa qua mưa lớn quá. Bằng 10 tuổi đi đào bắt chuột với mấy đứa nhỏ trong xóm, bị tụi nó vô tình sắn lưỡi giá vào cổ tay, máu chảy tràn. Bà ngoại kêu trời, nói thằng cha mày thiệt là bất nhân. Bằng nói tại thằng kẹo tưởng đâu tay con là con chuột. Bằng 16 tuổi đi đốn xo đũa làm củi chụm, búa trật vào bàn chân làm đứt phăng một ngón. Ngoại đấm ngực kêu trời, ông trời ngó xuống coi thằng cha bay có phải là người không hả. Bằng nói tại con mài cái cây búa nó bén quá. Giờ thì bằng đã 23 tuổi, trên người thẹo vết không đếm hết. Ngoại bằng nói cha cậu phải chịu trách nhiệm về tất cả nỗi đau này, nhưng không có vết nào là do chính tay cha của bằng gây ra, cho nên cậu vẫn chưa thể oán hận ông như bà ngoại và má mong muốn. Đôi lúc cậu thấy buồn vì mình đã làm cho họ thất vọng đôi lần. Cái hôm mà bằng ra đời, má đã thất vọng rã người khi phải đẻ rớt cậu ở trên xuồng giữa đường tới trạm xá, xanh xao và mất máu. Má cũng kịp thở dài, nhà đã có một người đẻ trôi nổi rồi, chưa đủ hèn sao á. Cái người mà đẻ trôi nổi là ba của cậu. Lúc đó đang đi theo máy cày ở bên đồng ông lớn, ba bằng về thì con trai gần đầy tháng. Bà rón rén nhìn đứa trẻ được gói ngon ngoe trong chiếu rồi phì cười, trời ngộ quá hen, dài ngoặn vậy mà sao nằm khoanh trong bụng con người ta được vậy hả. Bằng chỉ nghe kể lại, ngay cả cái vụ mà ba bồng cậu đi chơi ở bên xóm, về tới nhà trên tay chỉ còn mấy tấm khăn áo bọc ngoài, cậu thì rơi tuột xuống cái đống rơm bên đường. Mới 4 tháng tuổi, bằng chưa có ký ức, cho nên cũng không nhớ là đã đau và đã khóc ra sao, cho nên cũng không thể giận ông vì cái lỗi lơ đễnh đó được. Nhưng mà người lớn thì giận. Có lần đi mượn gạo về, má bằng dắp chân vô cái rễ cây. Ngay lập tức, má rút chiếc dép ra đập cái cây điên dại, rồi méo máu, anh khốn nạn lắm. Bữa sau thì ba cậu mới cặp xuồng vô bến, mặt mũi áo tóc nhào nhò. Ông chở mười mấy giả lúa ra tới nhà máy chà, gặp cái thằng bạn đi qua, bạn rủ đi chợ nhậu chơi. Thế là ông gật đầu. Ở chợ, ông gặp vài người bạn nữa, họ rủ ở lại mai về. Ông lại gật đầu. Cái lúc mà về chiếc xuồng trống không, ba cậu bán lúa đi chơi hết tiền, má bằng nằm dây mặt vô vách, mắt mở trừng trừng mà nước mắt cứ tuôn ra. Ông nhón chân trên nền nhà ướt bọt bẹp, kéo tay thằng con, thôi hai ba con mình ra giường chơi hen. Cái giường nhỏ nhưng rất là dài, liếp nối liếp tiếp giáp với cánh đồng mênh mông đằng xa. Bà bằng thường trốn ra đây mỗi khi mà làm vợ giận, gác sẵn mấy cây cần câu ở ngoài giường. Ông ngồi câu cá trong khi chờ má bằng nguôi ngoai. Ông sợ nước mắt, bằng tha thủi chơi gần đó. Có lúc ông gọi giật giọng, bằng, tàu đò rạng đông lên tới đầu voi rồi kìa. Cái chuyện mà tàu qua làm ông dởm đứng lên, xao xuyến, dù ông chẳng định đi đâu hết. Có lúc chờ cá cắn câu thì con chim tu hú nó kêu, ông cũng cất tiếng kêu. Tù hú tưởng là tiếng đồng loại, bèn đáp lời. Vậy là hai bên cứ rượt đuổi, quấn quýt, buộc vào nhau không rời, không dứt. Cho tới khi mà mệt ngất ngư, cho tới chạng vạng, con tù hú chắc cũng thở dốc ở đâu đó trong lùm tre, thì ba của bằng mới chịu xách mấy con cá vô nhà, với vẻ mặt hớn hở và ngây ngất, quên mất là mình đã gây ra cái chuyện tày đình gì. Sau này khi ba của bằng đi rồi, cậu vẫn nhớ những buổi chiều tiếng tu hú dần nhau, đuổi bắt, mơn trớn, dìu dặt ở trong giường. Có bữa bơi xuồng qua nhà ngoại,
chở nước mưa. Trên đường về, nghe Bìm Bịp kêu thăm u trong bờ dừa nước. Cậu cũng bắt chước kêu Bịp Bịp. Cả khúc sông nhói rang. Bà mẹ đợi lâu quá, lội bộ đi kiếm. Thấy thằng con đang thả xuồng trôi dập dềnh bên những chùm gọng, đang nói tiếng chim giữa chơi dơi nước lớn. Bữa đó, bằng bị trận đòn tơi tả, má vừa đánh, vừa khóc. Thằng cha đã không nên thân rồi, giờ tới thằng con. Chừng nào mày bỏ má mà đi, hả? Không, bằng kêu trong lòng, con không bỏ má. Bà của bằng nói, nhà có một người giang hồ là đủ khổ rồi. Hôm đó, ông vừa nói, vừa dò đầu cậu. Hai ba con ngồi ở bên hè, má cậu đã lạnh lùng bơi xuồng qua nhà ngoại, chắc là qua đó nằm khóc. Bữa đó ba cậu mới về, sau chuyến vắng nhà ngót nửa năm, bà ngó nghiêng vô bồ lúa rồi hỏi, nhà mình lúc này sao? Cũng vậy, lúa đủ ăn. Rồi má con sao rồi? Thì cũng vậy, có mấy người tới, mà lấy cái chổi quét dạt ra đường, mà nói thấy đàn ông mắc chán. Trời, giờ nói vậy, rồi mai mốt kiếm không ra hà? Thì đó, con cũng nói như vậy. Bằng nói với ba như với ông khách mới tới nhà, như người quen lâu lâu mới gặp. Cậu ta lẻo đẻo đi đằng sau, bước chân bỡ ngỡ của khách. Lâu lâu thì lại nhắc, ba, coi chừng đụng cái đâu. Cái trái này con mới lợp lại đó. Cuối ngày thì ba cậu đón tàu đi. Bằng hỏi, lúc này nhà ba ở đâu? Ông cười nhỏ dò đầu của cậu, nhà ba ở chỗ có người ba thương. Bằng lại hỏi, cái người mà tên Hường, ca hay mà ba kể hôm trước hả? Ba cậu cười, nửa ngượng nghịu, nửa sung sướng, cánh mũi phập phồng. Thôi rồi, ba đang thương cô Năm Phượng trồng khóm ở bên xóm rẫy. Cô này lớn hơn ba năm tuổi mà trẻ măng. Bằng nghe thì ngó chiếc tàu đò vừa ló cái mũi qua voi trăm bầu, rồi nói dội, chừng nào rảnh ba dẫn con đi theo chơi ít bữa, ba nghe. Ba dò đầu cậu một lần nữa và nói cái câu chìm sâu trong dũng ngậm ngùi rằng, nhà mình chỉ nên có một người giang hồ thôi. Bằng nén thở dài, thấy trùng trình nhìn tàu đi. 22 tuổi, bằng vẫn hay bợ cột nhà. Mỗi khi tàu đò qua, như thể cậu đang níu, đang dịnh chính mình ở lại. Những chiếc tàu nổi đầu gần cuối bãi, đi tới những chân trời xa xôi, tươi mới. Cậu muốn giãy tay để cùng chiếc tàu xé đôi cái giền sông xanh rợp những lùm cây hoang dại, chui ra khỏi cái chốn quê này. Nhưng chút nữa bằng phải qua nhà má đốn cây, chẻ lá để vài ngày tới thì lợp rạp. Hiên, con gái của Dưỡng sắp lấy chồng rồi. Hiên nhỏ hơn bằng một tuổi, đó là đứa con gái hay mũi lòng. Có lần ngoài chiên bánh xèo, sai bằng đem qua nhà má. Gặp Hiên, bằng nói, ngoại tao cho ba mày bánh đi nè. Con Hiên tự nhiên khóc mướt, nằm mếu máo nói, sao mà anh hai nói cái chuyện gì mà nghe xa lạ quá chừng à. Nó cũng cho rằng cái việc học hành gian dở hay những cái thương tích ở trên người bằng là do bằng không có người cha tử tế. Bằng chỉ cười, gãi gãi cái đầu gối. Có đôi lúc bằng thấy đời mình hơi buồn. Bằng cố gắng giận ba về cái việc ông giang hồ ham chơi. Nó cố gắng giận má về cái việc bà đi bước nữa với Dượng Tư Thuần. Nhưng giận dữ và dây dứt lại làm bằng thấy buồn hơn. Quên bỏ thì thấy nhẹ nhõm, hớn hở. Cảm thấy nhiều cái chuyện hồi nhỏ trong lòng mình vẫn nhớ, nên không gọi là mất. Và nhiều thứ mình chưa kịp có, càng không thể gọi là mất. Hiên với bằng không tính là mình đã có. Cái đứa em này từ trên trời rơi xuống, chưa có sống chung nhà một ngày, dài ba bữa thì gặp nhau một lần, nói dài ba câu. Hiền hay khóc quá, bằng cũng thấy sợ, vì không biết trước được cái con nhỏ này nó sẽ sụp sùi lúc nào. Hỏi, má tao đâu? Hiền cũng khóc. Hỏi, vậy chứ bên nhà mày ăn cơm chiều chưa? Hiền cũng khóc.
Cái hôm mà nghe tin đám gã sẽ tổ chức vào rằm tháng 9 này, Bằng ngồi ra cái cán dao rồi nói: "Mừng quá, bữa đó tao được ăn ngon hen." Con Hiên nó khóc tức tưởi như Bằng mới vừa đánh nó xong. Bằng sợ nước mắt như ngày xưa ba nó sợ nước mắt của má nó, cho nên bỏ ra giường chọc ghẹo con Tu Hú. Chim vừa kêu vừa bay, Bằng vừa kêu vừa đi theo hết chín mảnh giường, băng qua chín hào ranh, mệt đứt hơi. Lúc quay vô nhà thì con Hiên nó vẫn còn thúc thích. Từ cái bữa đó nó không thèm nhìn Bằng nữa. Bằng cũng không có lấy đó làm chuyện buồn lòng. Cậu bận tối mắt tối mũi, cái lúc thì kéo cá dưới ao, lúc thì chạy xuồng đi mua nước đá, cái lúc thì chở má đi chợ. Đôi khi bỗng nghĩ khi nào mình cưới chắc là ba sẽ về. Ông sẽ sớ rớ ngồi bên mép ghế, tay mân mê mép bàn, sượng sùng nhìn quanh. Rồi bạn sẽ ra cầm khách, mời ba ăn bánh, hay ba ăn thêm chén cơm nữa, đừng có ngại. Bằng hình dung, má cậu sẽ giả vờ lạnh lẽo lướt qua người đàn ông năm xưa là chồng của mình. Bà không thể lấy chổi chà quyết đuổi, bởi vì đó là ngày cưới. Bằng cưới, thí dụ như vậy. Có điều, lúc đó bằng sẽ không biết ông ở đâu để mà nhắn tin. Năm ngoái, chạy chiếc ghe chở than đước qua khúc sông Láng Cháo này, ông thập thò ghé thăm bằng. Bà ngoại thì mắt đã mờ, cũng không biết ai ghé nhà. Nhưng nghe cất tiếng hỏi: "Má, má khỏe không má?" Là cằn nhằn, ở đâu lổm nhổm bò ra. Bà bằng cười hề hề, kéo tay thằng con ra sông ngồi nói chuyện chơi. Bằng không còn hỏi lúc này ba ở chỗ nào. Tự thấy chiếc ghe mui vuông đậu đằng kia là nhà của ông, nơi thấp thoáng một tà áo đỏ lúi húi vào ra. Hôm đó bà rờ nắng giái Bằng rồi hỏi: "Ê, muốn vợ chưa mày?" "Trời, con muốn hồi 15-16 tuổi rồi ba." Cậu nghe cái đó nhộn nhạo chạo chực trong bàn tay mềm mại của ông. "Trễ vậy, hồi đó tao mới có 12 tuổi, thấy gái là biết ham rồi." Ông cười gian, rồi rất cố gắng vừa sửa lại cái bâu áo. Ông vừa nói với giọng nghiêm túc: "Chừng nào cưới vợ, bà lo cho một cây vàng." Bằng cười, tự biết lời hứa này không nên chờ đợi. Người cha cũng tẻn tò, bẻ nhánh cây soi soi trên mặt đất. Bằng biết ông nghèo bọng ruột, nghèo mà không áy náy hay lo lắng cái chuyện mình nghèo. Cái hồi mà đi theo mấy cày, nửa tháng ăn sương ngủ gió trên đồng, lúc về nhà chỉ có nhúm tiền con, má Bằng thở dài: "Trên đời dưới thế chỉ có một mình anh, gặp bạn bè là quên phất vợ con hả?" Lúc đó bà Bằng gãi đầu cười hệt: "Ủa, sao kỳ quá, anh tính ghé cái tiệm tạp hóa mua cho con lon sữa với mấy ký đường. Tự nhiên gặp cái thằng bạn cũ, nó rủ ngồi lai rai chơi. Bữa sau tính về thì bạn kéo đi cái đám cưới cháu vợ nó, đờn ca vui quá cho nên..." Và trong đám người vui chơi ca hát đó có người đàn bà tên Hường. Nhưng chuyện đó thì ba cậu không kể. Khi nhớ về người cha trôi dạt, Bằng luôn trong vai một người đứng bên lề nghiêng ngó. Dù khi ông rượt theo con Tu Hú, cậu cũng ở đó, nhưng lại thấy mình rời ra. Chỉ mình người cha với cuộc chơi tùy hứng và bất tận của ông. Bằng nhận ra điều đó khi thả chiếc xuồng chở đầy nước mưa trôi theo tiếng kêu buồn trĩu của con bìm bịp. Trong Bằng không còn thời gian, bờ bến, thế giới không còn người, đến chính Bằng cũng không còn. Sau đó thì má của Bằng xuất hiện, cái nón lá chấp chới trong tay, đứng réo: "Bằng ơi Bằng!" mới xua tan được cái khoảng sương mù mịt. Sau lần đó thì má càng ân hận hơn vì đã đẻ Bằng trên xuồng. Bằng thấy áy náy cho nên cố gắng làm cho má tin là trận đòn dữ dội kia đã làm cho cậu thay đổi. Biết là má luôn dõi theo mình với tất cả hy vọng và thất vọng. Giữa bữa cơm, Bằng không bao giờ ngừng đũa, dù khi ấy tàu đò qua. Bằng không ngó xa về phía chân trời, không lang thang ngoài rừng vắng,
không nhìn theo những cánh chim, không tụ tập với bạn bè. Má Bằng cũng thấy yên lòng đôi chút, nhưng bà không hề biết cái khúc sông tối om con bìm bịp làm cậu nhớ dai dẳng dù nhiều năm qua rồi. Dù lúc này cậu 22 tuổi đang chở một xuồng cây về bắc cái cầu ra sông, phòng hờ mai rước dâu vào giờ nước ròng, xuồng đàn trai có thể dễ dàng cập bến. Sau này Bằng cứ tiếc, phải biết có cô ở trong đoàn người đó thì cậu đã đóng thêm tay vịn cho cây cầu rồi. Cậu sẽ tìm dáng lót sàn chứ không phải ghép dội những thân cây còn ướt nhựa, làm cho cái gót giày nhỏ xíu của cô kẹt lại gãy lìa. Đám rước dâu hơi nhốn nháo, cô loay hoay đứng chôn chân một chỗ, chẳng biết nên bỏ giày đi chân không hay là cứ bước thấp bước cao, cho tới khi Bằng không nói không rằng bẻ luôn cái gót giày bên kia. Cái lúc mà cúi xuống, giặt áo dài vàng chanh cứ mơn trớn hững hờ đắp lên mặt cậu. Từ đó thì mắt Bằng không thấy gì ngoài cái màu vàng chanh chấp chới. Không có đám cưới nào sáng nay, không có bà mẹ ngượng ngập mặc áo dài lén lao nước mắt, không có Tuyết Hiên mặt mũi như đào hát, cổ thì đeo dây chuyền vàng, đang đứng ngơ ngác, dè dặt bên cạnh chồng. Không có đám đông ăn uống chúc tụng nói cười, không ai cả. Vắng rợn như khúc sông chiều, với tiếng bìm bịp kêu như mảnh vườn thâm u tiếng con tu hú. Bằng nhìn những ngón tay nhỏ nhắn và khẽ khàng của cô, lúc nhón cái bánh, lúc chậm mồ hôi, lúc dán cái mớ tóc lòa xòa, lúc cắn hộp dưa, cảm giác lâng lâng như khi bắt đầu cất tiếng chim gọi nước. Thỉnh thoảng cô nhìn Bằng thẳng thắn và dạn dĩ, có chút dò hỏi, có chút ngạo nghễ, rồi môi đỏ nhuộm nụ cười cũng đỏ, thả lững lơ về phía thằng con trai đang đứng lơ ngơ. Cô đi khi nước vẫn chưa lớn, dịnh Bằng để bước xuống chiếc đò máy, rồi cô cười, chà, không biết khi nào mới gặp lại ha. Bằng vẫn không biết tên tuổi, không biết nhà cô ở đâu, cô đã có chồng hay chưa. Bằng càng không biết được cô có còn nhớ cậu không khi quay lưng lại. Nhưng điều đó chẳng làm cậu buồn hay mất mát. Bằng đã kịp nắm bàn tay của cô, chạm vào từng ngón, chúng mềm và mỏng manh như những cọng bông súng chớm héo đi dưới nắng. Không một chút oán giận nào cái dòng sông đưa cô đi, như đã từng đưa ba đưa má của cậu đi. Cái lúc mà rảnh rỗi, Bằng ngồi bên dòng chảy, nhìn tàu qua, nhìn tàu qua. Mỗi ngày 5-7 lượt, Bằng nhớ cô, nhớ nụ cười, cái nhìn, bàn tay ấm nắng. Bằng hay giơ bàn tay mình ra ở dưới ánh sáng mặt trời, như không tin vào điều kỳ diệu, bàn tay chai sạn sức sẹo này đã từng nắm lấy một bàn tay. Một sáng bỗng dưng có chiếc tàu ghé lại, họ tưởng Bằng đã giãy tay gọi. Sự hiểu lầm làm cậu ngẩn ngơ giây lát. Ông chủ tàu hôi lẻ lên, mấy. Vậy là Bằng nhảy xuống tàu, cái thềm nắng lấp ló sau hàng bông bụp, nơi bà ngoại cậu đang treo võng ăn trầu, nơi cậu từng ngồi giót cần câu thả, đã khép lại như gánh hát khép màn. Cái lúc mà thu tiền, ông chủ tàu đò hỏi Bằng đi đâu. Cậu cười, tàu chú đi tới đâu á, tôi theo tới đó. Ông chưng hửng, trời, vậy nhà cửa chú mày chỗ nào mới được chứ. Cậu lại cười, lòng nghĩ nơi nào có người tôi thương nhớ thì nhà tôi ở đó. Nhưng giờ thì tôi chưa biết nhà cô ấy ở đâu. Khi đi, Bằng mặc cái quần lở màu xám, áo sơ mi xanh dương, ngã màu, đã đứt hai cái nút ở phía trên, chân không, đầu trần, với ít chục ngàn ở trong túi.